Hello anh em, hôm nay Minh Châu về dòng khoang nội địa Trung nhưng mà chất cực chất luôn anh em. Đây, những cái con khoang như thế này, công suất đến 1020W anh em, sử dụng các công trình mình cài bừa thoải mái luôn. Giá thì hôm nay chương trình cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Hàng về số lượng lớn cho nên là giá rất là tốt để anh em mình có thể sử dụng trong các công việc như gia đình, công trình đều chơi được hết anh em. Những anh em mà đi thường xuyên mà làm các công việc như sử dụng khoang nhiều ha, bắt màng, bắt rèm hoặc là làm quảng cáo, làm các công việc mà cần đến cái khoang 13 ly thì anh em mình xài rất là ok ở dòng này ha. Tương đối là ok. Nó được trang bị chúng ta đầu khoang 13 ly và ruột đồng nhôm thép 100% nên anh em yên tâm ha. Đây, con máy này anh em thấy không? Có tay cầm phù cho anh em luôn và khóa mở này để cho anh em mình siết đầu khoang anh em. Đây, cái khóa thì nhiều anh em mà đây rất là cần nhưng mà những anh em thờ thầy thì cứ xài tay là siết thôi anh em ha. Nhưng ở đây là nó kèm cho anh em sẵn như vậy thì anh em mình về ai siết tay thì siết mà còn không thì cứ siết khóa ha. Có đầy đủ cho anh em luôn. Cả phiếu bảo hành này ha, cặp thang sơ cua này anh em. Đây. Sách hướng dẫn, phiếu bảo hành có cho anh em luôn, thước cự này, được bảo hành 6 tháng cho anh em yên tâm sử dụng nha. Đây, khoang thì anh em thấy là có núm điều chỉnh tốc độ ha. Đó. Con này thì điều chỉnh nó ở công tắc. Anh em bóp nhẹ nó cũng đi nhẹ mà bóp mạnh nó cũng đi mạnh luôn. Đảo chiều ở đây luôn ha. Ok chưa? Đảo chiều lui tới ở đây luôn, ruột đồng. Anh em thấy cánh quạt đằng trước không? Cánh quạt làm rất là lớn ở phần thân này, phần đầu là được làm bằng hợp kim nhôm và sơn tiền điền ở bên ngoài rất là chắc chắn luôn anh em. Nhìn ok không? Phần đầu thì đầu là đầu sắt 13 ly cho nên anh em mình xài rất là ok luôn ha. Rồi. Những con máy như thế này thì Minh Châu chỉ nói sơ sơ để anh em mình sử dụng thôi và giá để cho anh em mình tham khảo ha. Đó, con này thì được bảo hành 6 tháng mà giá thì chỉ có 330.000 cho anh em một con máy khoang như thế này ha. Nguyên hộp ha. Đây, nguyên hộp như thế này cho anh em này. Cả đống như thế này anh em mình cứ thoải mái. Anh em nào cần là cứ alo Minh Châu. Hoặc là anh em gần cửa hàng thì có thể đến các cửa hàng của Minh Châu đều có hết ha. Để sở hữu một máy. Còn anh em ở xa mình cũng có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Anh em về được kiểm tra hàng nha. Đó, nó y như vậy cho anh em ha. Điền là 220V này ha. Tốc độ là từ 0 đến 2.800 vòng trên 1 phút. Sử dụng đầu khoang 13mm. Công suất là 1050W anh em. Rồi, bây giờ Minh Châu sẽ test khoang cho anh em thấy nè. Có thể khoang tường, khoang sắt và khoang gỗ được hết anh em. Đó, đảo chiều lui tới ở đây nha anh em. Ở đây thì Minh Châu đã ráp sẵn cái mũi khoang bê tông trước ha. Này anh em thấy không? Đó. Ok chưa? Lui tới đều được hết ha. Đây anh em nhìn này, khoang tường báo phê luôn. Rút cực kỳ mạnh luôn anh em. Đó. Anh em thấy không? Trúng đá xanh nó lên cái đá nó gớm không? Rất là khỏe luôn anh em, khoang thoải mái luôn. Bây giờ mình chuyển sang mũi khoang gỗ này. Đây, khoang sắt, lấy mũi khoang sắt để khoang gỗ cho anh em xem luôn ha. Đây, anh em cùng mở đầu như thế này ha. Đó, anh em cứ chỉnh cho nó ngay cái mũi khoang để nó không bị oval ha. Đây. Rồi, chuyển sang chức năng khoang sắt. Đây, chức năng khoang sắt mà đang để chế độ bê tông anh em. Đó, nó rút cực khỏe luôn. Anh em thấy nhẹ nhàng không? Nhẹ vô cùng luôn. Anh em thấy chất chưa? Một con máy khoang chỉ với 330.000 mà anh em thấy con máy này chưa? Đó. Thế này thì còn phải bàn cãi về chất lượng nữa anh em. Bảo hành cho anh em 6 tháng nha. Một con máy khoang ha. Có thể khoang tường, khoang sắt, khoang gỗ thoải mái luôn anh em. Con này nếu mà anh em khoang sắt dày thì anh em có thể nhỏ tí nhớt hoặc dầu diazen để mình làm mát cho mũi khoang là anh em khoang thoải mái luôn ha. Con này tốc độ khoang cũng tương đối là ok, 2.800 vòng trên 1 phút anh em. Bấm nhẹ thì nó chạy nhẹ, bấm mạnh chạy mạnh, anh em có thể điều tốc ở công tắc luôn ha. Đó, ok chưa? Bảo hành 6 tháng, giá chỉ có 330.000, giá cực sốc luôn em. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì mình có thể ủng hộ Minh Châu nha. Video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.